cái kén và con bướm. Một người đàn ông tìm thấy một cái kén của sâu bướm. Con sâu dường như đang cố gắng để chui ra khỏi kén. Người đàn ông ngồi xuống và quan sát cái kén suốt hàng giờ. Nhưng dường như con sâu bướm nó phải vận lộn rất vất vả mà chỉ tạo ra được một chiếc lỗ nhỏ xíu thôi. Đột nhiên nó dừng lại và dường như kiệt sức bế tắc. Người đàn ông quyết định giúp con bướm chui ra khỏi ngoài bằng cách dùng kéo cắt lỗ trên chiếc kén rộng thêm chút nữa. Sau đó con bướm nhỏ đã có thể thoát ra khỏi chiếc kén dễ dàng, nhưng cơ thể nó dường như quá yếu ớt, đôi cánh của nó rung gió. Người đàn ông vẫn ở đó chờ cho đôi cánh của bướm có thể dang rộng và con bướm bay lên. Tuy nhiên điều đó đã chẳng bao giờ xảy ra. Con bướm sẽ chỉ có thể sống phần đời còn lại bằng cách bò trên đất với khuyết tật và đôi cánh rung gió của nó. Nó không bao giờ còn có thể bay nữa. Mặc dù người đàn ông có lòng tốt, nhưng anh ta đã không hiểu được quy luật tự nhiên. Cái kén chật hẹp là thử thách để con sâu có thể hòa bướm. Chỉ có tự mình vượt qua khỏi cái nỗ lực cái kén đó, ít chất lỏng trong cơ thể của con sâu mới chuyển hết sang được đôi cánh. Nó giúp cho con sâu này có thể trở thành con bướm và có thể bay đi tự do. Trong cuộc sống cũng vậy, cuộc chiến với cuộc sống này giúp chúng ta phát triển, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Không đấu tranh, chúng ta không bao giờ có trưởng thành và mạnh mẽ. Tự mình giải quyết các vấn đề, không dựa dẫm vào người khác, đó là điều quan trọng để bạn có thể vững vàng hơn trong cuộc sống này.